Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nghĩ rằng đối với pháp giới ta nên mau chứng đẳng giác hoặc không mau chứng đẳng giác? Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì không có một pháp nhỏ nào đối với pháp giới mà chứng đẳng giác. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy không thấy một pháp nhỏ nào lìa pháp giới, không thấy pháp giới lìa các pháp hữu, không thấy pháp nhỏ tức là pháp giới, không thấy pháp giới tức là các pháp hữu. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, pháp và pháp giới chẳng phải lìa nhau. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy không nghĩ rằng pháp giới có thể là nhân duyên các pháp, không nghĩ rằng như vậy các pháp có thể chứng pháp giới. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì đại Bồ Tát ấy không thấy pháp nhỏ thì làm sao có pháp để chứng pháp giới. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy không thấy pháp giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với pháp giới, chư Phật cũng vậy. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì không chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng, chẳng phải xa lìa đối với pháp giới. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy pháp giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với pháp giới. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy không thấy sắc tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với sắc, không thấy thọ tưởng hành thức tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với thọ tưởng hành thức. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy không thấy nhãn xứ tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với nhãn xứ, không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy không thấy sắc xứ tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với sắc xứ, không thấy thanh hương vị xúc pháp xứ tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với thanh hương vị xúc pháp xứ. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy không thấy nhãn giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với nhãn giới, không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy không thấy sắc giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với sắc giới, không thấy thanh hương vị xúc pháp giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với thanh hương vị xúc pháp giới. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy không thấy nhãn thức giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với nhãn giới, không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể tương ưng như vậy, đó là đệ nhất tương ưng với không. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy nhờ tương ưng với không như vậy nên không rơi vào địa vị thanh văn độc giác, giáo hóa làm cho hữu tình được thành tựu, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, trong những sự tương ưng của các đại Bồ Tát thì sự tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa là đệ nhất, rất tôn quý, rất thù thắng, tối thượng, tối diệu, tối cao, là vô thượng trên vô thượng thượng, là vô đẳng, vô đẳng đẳng. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, tức là tương ưng với không, là tương ưng với vô tướng, là tương ưng với vô nguyện. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát chỉ tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy nên biết rằng đã được thọ ký Bồ Đề hoặc gần được thọ ký. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy nhờ tương ưng này mà có thể làm lợi ích rất lớn cho vô lượng vô số hữu tình. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy không nghĩ rằng ta tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nghĩ rằng ta đã được thọ ký hoặc gần được thọ ký Bồ Đề, không nghĩ rằng ta có thể làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, ta có thể giáo hóa làm cho hữu tình được thành tựu, không nghĩ rằng ta sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển diệu pháp luân độ vô lượng chúng sanh.
Vì sao? Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy không thấy có pháp lìa pháp giới, không thấy pháp giới lìa các pháp hữu, không thấy có pháp có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy có pháp được Phật thọ ký, không thấy có pháp đắc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không thấy có pháp có thể làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, không thấy có pháp có thể giáo hóa hữu tình được thành tựu. Vì này Xá Lợi Tử, vì các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn không sanh vọng tưởng về hữu tình ấy. Vì sao? Vì các hữu tình hoàn toàn không sanh không diệt. Đã hoàn toàn không sanh không diệt rồi thì làm sao có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Các hữu tình không sanh không diệt như vậy thì các pháp cũng thế. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát ấy,